Hello anh em, hôm nay shop mình xin giới thiệu cho anh em full một bộ nồi trước sau WF Racing cho SH Việt Nam 125-150. Thì một bộ của nó là gồm nồi trước và nắp đầy bi và cánh quạt nha. Rồi bộ nồi sau thì gồm cùm bố ba càng và chuông độ. Rồi bây giờ mình lấy cái chuông cho anh em xem để dễ hình dung hơn nha. Đó, chuông của nó thiết kế rất là đẹp và có đóng logo WF Racing. Rồi tiếp theo là tới cùm bố ba càng. Đó, thì một bộ bên mình anh em qua là chỉ việc tháo đồ zin của anh em ra và ráp bộ mình vô rồi mình canh chỉnh cho anh em. Đó, nguyên một bộ nha, đồ zin là anh em đem về nha và có luôn bộ bi nha. Thì sẵn tiện có em trai đi SH Việt Nam xe 125 phân khối thì ghé shop mình lên full một bộ nồi trước sau thì anh em xem và tham khảo ủng hộ shop mình nha. Đó, bây giờ là mình bắt đầu ráp nồi trước vô. Rồi bi đồ đầy đủ nha, nguyên một bộ nồi trước luôn. Rồi xong rồi tiếp theo là mình vô nồi sau nha. Đó, nguyên một cùm luôn nha. Bố ba càng, lò xo ba càng, chuông đồ đầy đủ nha. Rồi bây giờ mình ráp full trước sau vô. Rồi xong rồi mình canh chỉnh cho anh em. Anh em muốn đi êm hay đi bóc hay là gì đó là mình canh chỉnh hết nha. Canh chỉnh bên mình thì không có tốn phí hay là tốn công gì hết nha. Lắp ráp cũng vậy, anh em mua đồ mình là bao gắn bao canh chỉnh, không có tốn tiền phí gì hết nha. Anh em chạy chưa vừa hí cứ ghé lại shop mình sẽ canh chỉnh cho anh em, không có tốn phí gì hết. Thì làm bên mình có dán tem bảo hành đồ đầy đủ nha. Rồi bây giờ là mình kéo không tải nha. Thì ngoài ra thì em trai có mua cây bô tăng KKBS bên mình nữa nha. Thì em trai mua cây của Vario 2018 về chế bát như làm cổ lại mới gắn được nha anh em. Thì shop mình nằm tại địa chỉ trong hẻm số 14, sẹt 1, cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Số điện thoại 0708 797935. Rồi mình cảm ơn anh em đã xem video và ủng hộ shop.